gà với qua mình là Linh đấy. Mày chết thật kìa. Ủa kìa, đâu rồi? Ui vai. Rồi clip này phải nói là một cái ý tưởng của một em mà mình cũng không thể để ý ra đâu. Thế là anh em mới bảo là mình sẽ thử cầm nuôi cho QF kết hợp với God Rider và anh không được bắn. Chắc là chỉ cần chiếm và chỉ sử dụng cái chức năng của nó là đổi súng của nó thôi. Đây em thấy cái khả năng đó chính là chém liên, nói chung là nó chém liên hoàn anh em ạ. Và cái khả năng sát thương của God Rider nó đã rất là mạnh rồi. Và anh em kèm theo cái Nunchaku phải nói để mà có một con ok ui vãi ui để một con gọi là zombie nó chết thì mình nghĩ là nó chỉ trong một nốt nhạc thôi. Nếu mà anh em chém chuẩn nhé, đây là trong trường hợp anh em phải chém chuẩn, mình nghĩ là tầm 2 đến 3 hit là một con đồ nhỏ nó chết rồi. Ok, một thằng ui vãi. Cái này thì anh em nên thử, nói chung là anh em phải dùng cái khả năng đó chính là đảo đỏ vũ khí nó phải nhanh chuẩn một chút bởi vì nhé. Mình thấy lên top luôn. Cái điểm khó nhất của cái kiểu chơi này đó là cái tốc độ chém lướt của cái God Rider nó chậm hơn so với Nunchaku. Nên là cái điều này anh em phải để ý một chút. Nếu không anh em kiểu snap nhanh quá, gọi là snap đi, snap nhanh quá thì nó sẽ không ra phát chém. Nên là anh em coi như là lao vào zone để cho nó cào thôi. Đói, đây là một cái điều rất là hay. Cảm ơn em, mình quên mất em nào. Em ấy inbox bảo mình làm cái thử thách này thử xem. Hay thật, phải nói là rất là hay. Ok, được. Cái giáp là có thêm cái God Rider tiến hóa nó thì ngon, nhưng mà tiếc là không có. Bởi vì hai cái màu của cái God Rider nó nhìn nó hợp ấy. Ok. Ui, không được. Thôi, hôm nay là chắc là phải chơi khô máu đấy anh em ạ. Ui, tờ nó không nhìn thấy. Mì đấy, mì đấy. À, hai con lên cũng khá là hay đó. Một cái God Rider mình phải căn chuẩn một chút. Hay phết. Rồi anh em xem thì đừng quên like của mình cho mình cảm nhận về cái kiểu chơi này, nó thú vị thật. Chưa bao giờ mình cứ hình dung cái khả năng cận chiến của loại vũ khí nào mà nó được như thế này đâu. Nó vừa mạnh xong rồi nó còn vừa nhanh nữa. Ok kìa. Mày ui không được, suýt nữa thì đã được cận chiến nữa rồi. Thôi rồi, bình tĩnh lại, mất huyết thanh rồi. Đây, bỏ lạc, một thằng. Chỗ, ui, em thấy không? Hai thằng nó easy quá luôn đi. Bị đau quá. Nhưng mà cái này anh em phải kiếm cái phòng nào mà lắm đồ nhỏ đó. Chứ còn phòng mà lắm bóng ma thì mình nghĩ không ăn thua, bóng ma nó khỏe. Anh em solo thế nào thì cũng khó giết nó lắm. Mày chết. Chạy rồi, cái tội thẩm du. Em cứ dình mấy thằng mà kiểu nó chui vào chuồng ấy, xong rồi cứ thế mà thờ thông một đít. Khỏe vãi cả trưởng luôn. Ui, có bóng ma này. Mày chạy đâu. Ui sao. Có thằng nữa. Ok kìa. Ui nó nháy tiếc thế. Ui mình được hai giải luôn rồi. Quả đấy là kia nó chém mình. Chém gọi là cũng gọi là gần chuẩn, gần chém chúng gần hết rồi đấy mà nó nháy với đầu chứ. Ok vẫn còn cơ hội. Ui bóng ma một phát mình chém chúng con bóng ma một phát rồi. Chà. Ui con cờ hó này. Ui không được. Ui chứ cái này là mỏi, nó phải là nó căng não lắm nhỉ, phải căn chuẩn từng ly từng tí. Mà bọn zom nó cũng khôn cơ, nó di chuyển nó né hay lắm. Nhìn là cần chiến nhanh vậy thôi nhưng mà có chém trúng người hay không mới gọi là vấn đề. Đây bây giờ mình thấy vấn đề của cái bộ này, combo này. Nếu anh em chơi chắc ăn hơn này thì có thể là cầm theo khẩu súng gì đấy. Ui độc lắm. Wow. Cầm theo khẩu súng gì đấy để cover ấy thì bắn mà anh em căn cận chiến thì nó rất là dễ luôn. Rồi chỉ cần bắn nó cận chiến, anh em cận chiến liên tục như vậy rồi thì gần như là do khó để thoát được. Đây là mình kiểu chơi nó kiểu chai hát, gọi là chơi theo thử thách ấy, nên là mình không bắn. Chứ còn nếu mà bắn kết hợp với bắn thì nó có một câu chuyện nó khác rồi. Có khi mình sẽ thử sau em như nào, chẳng hạn là anh em cầm theo rách thôi
Chỉ cần thế thôi là bọn Zom coi như là sắc cơ mới nó định. Ok. Chứ mày đấy. Mày đấy. Một vai. Cái chém lướt của God Rider nó hay bị trượt nhỉ. Đấy, bây giờ cái chém lướt của God Rider mà nó thành màu kiểu bạc bạc của cái God Rider. Ui, một hit, một phát và đít thôi là em lên tiên luôn rồi. Không nói nhiều. Kinh dị. Úi phải. Hi, toàn nháy rồi em ạ. Wow, này đen đen, dạo này mình đen quá. Cứ hôm nào cận chiến mà nháy nhiều nhiều là bi như rằng là số cờ hóa lại đến nữa. Vào đây. Một phát. Hai phát. Ok, nó chạy, nó chạy. Ba phát luôn. What the f... Ba phát mà không chết rồi. Mù mắt thật. Mình chém chúng ba phát mà vẫn chưa chết em ạ. Ờ, cái khả năng cận chiến của God Rider nó mạnh hơn. Nhưng mà mình thấy còn Nunchaku nó hơi bị yếu ấy. Một thằng. Nên là... Căn sát thương nó hơi bị khó. Rồi. Nhưng mà được cái là khi mà anh em cài S thì rất nhanh. Bởi vì Nunchaku nó chém nhanh mà. Mình nghe... Ủa, may quá. Nghe được vụt mà may vẫn kịp chạy. Mọi người xem đừng quên like của mình nhá. Trận này được hai con đấy. Ui vai. Ê, nó hồi sinh lên này. Chạy, chạy. Ui, con bọn này nó cầm đét cho sợ quá. Lại, đầu sỏ. Đầu... Ơ kìa. Hai phát rồi. Ui, thôi mù mắt rồi. Rồi, chúng ta sẽ đổi phong thủy ha. Nó bức xúc quá. Thề mình chém nó. Cái thằng đầu sỏ, mình không hiểu sao mà chém không thể chết nổi nó luôn. Mà chém bao nhiêu phát trúng rồi. Chạy đâu. Chạy. Một thằng. Ê, sẽ đổi. Ê, thế không? Như này không phải easy không? Ê, sao cái map nhà trẻ đổi phong thủy chút anh ạ. À, cái map kia đen quá, sao này mình đen thật. Ui. Đã trở đầu. Sao mình thấy cái Nunchaku đã chém vào đầu nó rất là khó nhé. Mà con đồ nhỏ này con dễ chém nhất rồi. Không phải sao chém toàn trượt đầu nữa. Chắc có khi phải nhảy lên với lớp vào đầu được em ạ. Ê, bỏ lạc này. Đó, em thấy 3 phát. 3 phát là chết cái con mà nó mới vào luôn ấy. Ui, lại nháy kìa. À, cái số mình đi đâu cũng vậy thôi ạ. Khó thì tránh được. À đây, đằng này, mày để cào anh nó vừa cào giỏi thế được. Ui, hai phát con Raider thì chết, mà nếu mà kèm theo Nunchaku thì phải 3 phát đó. Một phát chém con Raider này, một phát Nunchaku là vẫn chưa nhảy được, vẫn chưa thể chết được. Bây giờ mình đang cố căn sát thương, tính sát thương sao như nào. Ây da, ghê đấy, đánh đá nó phết. Lại tiếp đây, tiếp, đây. Bay vào đây. Không được. Đây nhá, một phát gót này, một phát nun này. À, hai phát nun. Không, vẫn chưa chết. À, cái nun này, cái rồi nó mạnh thêm tí nữa thì ngon thật đấy. Tiếc là nó hơi yếu. Nun này mình thấy là chỉ thích hợp với anh em mà bắn mấy con mà nó gần nháy thôi. Hoặc là con nháy thì còn được. Chứ còn mấy con mà máu nó trâu như thế này thì... chủ yếu là trong đam chính là của God Rider. Thật đấy. Đây là cái sau một hồi vật vã thì mình rút ra một cái kinh nguyệt. Ui, thằng này 3 sao luôn. Hay, nhưng mà cơ bản là vẫn hay. Cái kiểu chơi này nó rất là thú vị luôn. Nếu anh em hên thì có thể cận chiến rất là nhiều. Ôi, ai nhìn nó nhảy nhót kìa. Ui, trước khi nó rơi xuống nó vẫn để cho mình một quả đạn. Ôi, lại to rồi. Mình sẽ cố gắng nốt trận nữa nhá. Thử xem nào. Nhưng mà cái này vẫn... Tính sát thương là một phần. Với cả nếu mà phải căn đến thời điểm gọi là cuối game ấy. Cái khi mà lực ATK nó cao ấy. Thì mình nghĩ là tầm khoảng một lướt của God Rider với một chém của Nun là được.
Đấy, nhưng mà các bạn thích yên luôn hơn cái là nó đẹp, chém rất là đẹp. Ôi vai thật, nó hóa ngay trước mặt mình luôn. Ôi đồ, một thằng vai mình còn đứng lên đầu con zom. Ui không được, không được, không được. Cố lên, lên em ơi. Đây, 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 đây. Đó, em thấy một phát đấy. Nhưng mà Nun phải có chém vào đầu thì mới được. Một lướt, một chém vào đầu của Nun. Kì, kì, kì. Ui, nó bật ép rồi. Ui, chết luôn. Mà cái con nó mạnh thật. Ui, nó bật ép rồi. Đây, 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 lại con bọ lạc này, bọ lạc này. Nào ra đây. Ra đi. Ba thằng phê. Được, ôi khứa, có vẻ khá cảm ơn rồi em ơi. Bây giờ mình chém quen dần rồi, quen dần cái kiểu tốc độ chém của từng vũ khí một. Vai. Đây, 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 ra đây em ơi. Ra, ra đấy. À, nó chạy kìa. Ôi. Ôi, mình vẫn còn xấu. Mình nhặt phải mở khẩu M4 rồi. Ngon. Ôi đây. Mình mất huyết thanh lâu rồi nhé. Tí thêm quả đấy bị thêm. Ui, đau lắm. Mì đấy. Ui. Ui, quả đấy nó nháy em ạ. Thế thế. Quả đấy là chém luôn, chém một phát vào đầu mà nó nháy luôn. Ôi, cho không kịp rồi em ạ. Anh em sẽ đừng quên like và cho mình cảm nhận khi mà sự kết hợp giữa hai vũ khí Fit này. Anh em cảm nhận thế nào? Lì. Nào rồi đây. Lì lắm. Lì. Ôi, phải cao chúng nó nhiều phết rồi đấy. À, cố chống cự à? Má, phải giết con này mới được. Ok, ok. Nó sắp mặt, sắp mặt rồi. Ôi. Rồi ngon. Ok, cảm ơn anh đã theo dõi, chúc em một ngày vui vẻ. Yeah, nhớ like nhá.